Chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta lại trở lại với chương trình ôn tập toán lớp 3 nâng cao. Thì trước khi vào chương trình, thầy giáo sẽ chia sẻ với các bạn một câu chuyện rất là thú vị. Có một em bé càng thèm chóng chán. Một hôm em bé được mẹ giao cho một công việc, đó là múc nước từ dưới giếng lên để tưới rau. Giếng sâu khoảng 10 mét. Nhưng em bé cứ mỗi lần kéo được thùng nước lên khoảng 5 mét thì em bé lại nghỉ tay và đi uống nước hoặc đi chơi làm những việc khác. Tính nữa em lại quay lại tiếp tục làm công việc. Và lần này thì em có cố gắng hơn một chút. Em đã kéo được thùng nước lên khoảng 7 mét. Rồi em bé lại bỏ đi chơi và làm việc khác. Lần thứ ba em bé lại kéo lên đến khoảng 9 mét. Rồi đến đây em bé lại thấy mệt và bỏ dở công việc, tiếp tục đi làm những việc khác. Thấy công việc không hoàn thành, em bé than thở với mẹ: con làm mãi mà sao vẫn không được việc. Mẹ em bé mới hỏi: thế con đã làm cái việc đó như thế nào? Em bé liền thuật lại câu chuyện mà em bé vừa làm với mẹ nghe. Nghe xong mẹ cười và bảo: con làm công việc đó chưa xong mà con đã nghỉ ngơi và làm những việc khác. Như vậy là con đã bỏ dở công việc. Khi bỏ dở công việc thì con lại phải bắt đầu lại công việc mới từ đầu. Như vậy sẽ rất mất thời gian và mất rất nhiều công sức. Sau đó khi làm một việc gì đó, con cần phải hoàn thành công việc trước khi nghỉ ngơi và chuyển sang việc khác. Qua câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng khi học hay làm việc gì đó, các bạn cần phải hoàn thành công việc. Khi các bạn học tập qua mạng hay các bạn làm bài trên giấy thì các bạn phải hoàn thành công việc. Khi xem video, các bạn phải xem từ đầu đến cuối video thì mới nắm được hết nội dung kiến thức của video thầy dạy. Từ đó chúng ta rút ra được một bài học, đó là muốn thành công thì phải làm việc một cách nghiêm túc. Muốn học giỏi thì phải học tập một cách nghiêm túc. Khi các bạn học tập, các bạn phải theo dõi video từ đầu đến cuối. Như vậy các bạn mới trở thành người học giỏi được. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với bài tập toán của chúng ta. Bài tập ngày hôm nay chúng ta có những mục tiêu sau. Thứ nhất, bài học này sẽ củng cố cách đặt tính và tính phép cộng các số có 4 chữ số. Thứ hai là củng cố về lập số có 4 chữ số và sắp xếp theo thứ tự. Mục tiêu thứ ba là củng cố giải toán bằng hai phép tính. Mục tiêu thứ tư là củng cố tính chu vi hình chữ nhật. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của bài học. Bài tập số 1: đặt tính rồi tính. Người ta cho chúng ta 3 phép tính như sau. Phép tính thứ nhất là 3.366 cộng 5.544. Phép tính thứ hai là 307 cộng 4.279. Phép tính thứ ba là 2.672 cộng 3.576. Ở bài này chúng ta có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là đặt tính, yêu cầu thứ hai là tính. Vậy chúng ta hãy cùng nhau làm cho thầy giáo bài tập này. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài tập này. Các bạn hãy cùng hướng lên màn hình. Phép tính thứ nhất, 3.366 cộng 5.544. Yêu cầu về đặt tính, các bạn đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng phải thẳng cột với nhau. Hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột với hàng chục, hàng trăm thẳng cột với hàng trăm và hàng nghìn thẳng cột với hàng nghìn. Sau đó các bạn kẻ dấu gạch ngang thay cho dấu bằng, viết dấu phép tính cộng. Chúng ta thực hiện tính như sau.
6 cộng 4 bằng 10, viết không nhớ 1. 6 cộng 4 bằng 10, thêm 1 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 3 cộng 5 bằng 8, thêm 1 bằng 9. 3 cộng 5 bằng 8, viết 8. Phép tính thứ hai. 307 cộng 4279. Để thực hiện phép tính này thì các bạn chú ý thầy giáo cách đặt tính. Số hạng thứ nhất có 3 chữ số, số hạng thứ hai có 4 chữ số. Do đó, khi viết số hạng thứ hai, các bạn nên thụt vào một khoảng vừa đúng bằng một chữ số. Sau đó chúng ta thực hiện tính. 7 cộng 9 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 0 cộng 7 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8. 3 cộng 2 bằng 5, viết 5. 4 hạ 4. Như vậy là chúng ta đã làm xong phép tính thứ hai. Phép tính tiếp theo. 2672 cộng 3576. Ta thực hiện đặt tính như phép tính đầu tiên. Ta thực hiện tính như sau. 2 cộng 6 bằng 8, viết 8. 7 cộng 7 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 6 cộng 5 bằng 11, thêm 1 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 2 cộng 3 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. Như vậy, vừa rồi là chúng ta cùng nhau làm bài tập số 1, đặt tính rồi tính. Các bạn lưu ý cho thầy giáo, để làm tốt bài tập này, các bạn phải chú ý đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng phải thẳng cột với nhau. Đây là yêu cầu cơ bản của đặt tính. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang bài tập số 2. Bài 2. Với 4 chữ số 0, 3, 4, 5, hãy lập các số có 4 chữ số sao cho mỗi số có các chữ số khác nhau, sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Như vậy ở bài này chúng ta cùng nhau ôn tập về cách lập số. Để lập số có 4 chữ số thì chúng ta phải lưu ý rằng chọn những chữ số nào ở hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Để cho các chữ số này tạo thành những số theo thứ tự từ bé đến lớn thì các chữ số mà các bạn chọn ở các hàng phải sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Thì những chữ số mà chúng ta tìm được sau này sẽ không cần phải mất nhiều thời gian sắp xếp lại nữa. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát lên màn hình. Chúng ta thấy ở hàng nghìn chúng ta có 3 cách chọn. Đó là 3, 4 và 5. Chữ số 0 không thể chọn ở hàng nghìn vì hàng nghìn là 0 thì sẽ không có giá trị. Do đó chúng ta không chọn hàng nghìn là 0. Vậy thì hàng nghìn có 3 cách chọn, đó là số 3, chữ số 3, chữ số 4 và chữ số 5. Bây giờ chúng ta chuyển sang hàng trăm. Hàng trăm còn lại 3 cách chọn. Vì chúng ta đã chọn chữ số 3 là chữ số hàng nghìn rồi thì hàng trăm còn lại 3 cách chọn. Vậy thì hàng trăm sẽ có các chữ số là 0, 4 và 5. Với chữ số hàng nghìn chúng ta chọn là 4 thì hàng trăm chúng ta cũng có 3 cách chọn, đó là chữ số 0, 3 và 5. Hàng nghìn chúng ta chọn là 5 thì chúng ta cũng có 3 cách chọn chữ số hàng trăm, đó là chữ số 0, 3 và 4. Vậy là chúng ta đã chọn xong hai hàng. Vậy tôi chuyển sang chọn chữ số ở hàng chục. Các bạn thấy này, ở chữ số hàng chục, thứ nhất chúng ta đã chọn hàng nghìn là 3, hàng trăm là 0 thì hàng chục chúng ta chỉ còn hai cách chọn thôi, đó là 4 và 5. Hàng nghìn ta chọn 3, hàng trăm ta chọn là 4 thì hàng chục ta còn hai cách chọn, đó là số chữ số 0 và chữ số 5. Với hàng nghìn là 3, hàng trăm là 5 thì hàng chục chúng ta còn hai cách chọn, đó là 0 và 4. Tiếp tục,
chúng ta thấy ở hàng nghìn là 4, hàng trăm là 0, thì hàng chục ta còn hai cách chọn, đó là 3 và 5. Hàng nghìn là 4, hàng trăm là 3, thì ta còn hai chữ số là chữ 0 và 5. Hàng nghìn là 4, hàng trăm là 5, thì hàng chục ta còn hai cách chọn, đó là 0 và 3. Tiếp theo, với chữ số hàng nghìn là 5, hàng trăm là 0, thì hàng chục ta còn hai cách chọn, đó là 3 và 4. Hàng nghìn là 5, hàng trăm là 3, thì hàng chục ta có cách chọn là 0 và 4. Hàng nghìn là 5, hàng trăm là 4, thì hàng chục ta có cách chọn là 0 và 3. Như vậy, ở hàng chục ta chỉ có hai cách chọn. Lưu ý, khi sắp xếp thì chúng ta cũng phải sắp xếp cách chọn đó theo thứ tự từ bé đến lớn, để tí nữa chúng ta viết số nó khỏi nhầm lẫn. Như vậy là ở hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục chúng ta đã chọn được rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang hàng đơn vị, xem hàng đơn vị có những cách chọn nào. Vậy thì ta thấy này, hàng nghìn có một cách chọn, có đã chọn là số chữ số 3, hàng trăm chọn chữ số 0, hàng chục chọn là chữ số 4. Như vậy chúng ta đã chọn mất 3 chữ số rồi, thì chỉ còn lại một cách chọn duy nhất ở hàng đơn vị. Như vậy hàng đơn vị ta có cách chọn là 5. Tiếp theo, hàng nghìn là 3, hàng trăm là 0, hàng chục là 5, thì hàng đơn vị chúng ta sẽ chọn là 4. Hàng nghìn là 3, hàng trăm là 4, hàng chục là 0, thì hàng đơn vị ta chọn là 5. Hàng nghìn là 3, hàng trăm là 4, hàng chục là 5, thì hàng đơn vị ta chọn là 0. Hàng nghìn là 3, hàng trăm là 5, hàng chục là 0, thì hàng đơn vị ta chỉ có một cách chọn, đó là 4. Hàng nghìn là 3, hàng trăm là 5, hàng chục là 4, thì hàng đơn vị ta chọn là 0. Hàng nghìn là 4, hàng chục là 0. Hàng nghìn là 4, hàng chục là, hàng trăm là 0, hàng chục là 3, thì chúng ta chỉ có cách chọn là 5. Hàng nghìn là 4, hàng trăm là 0, hàng chục là 5, vậy chúng ta chọn là 3. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ tiếp tục ta làm. Hàng nghìn là 4, hàng trăm là 3, hàng chục là 0, ta chọn hàng đơn vị là 5. Hàng nghìn là 4, hàng trăm là 3, hàng chục là 5, thì hàng đơn vị ta chọn là 0. Hàng nghìn là 4, hàng trăm là 5, hàng chục là 0, thì ta chọn hàng đơn vị là 3. Hàng chục là 4, hàng trăm là 5, hàng chục là 3, thì ta chọn hàng đơn vị là 0. Tiếp theo, hàng nghìn là 5, hàng chục là 0, hàng đơn vị là 3, thì ta chọn hàng đơn vị là 4. Hàng nghìn là 5, hàng trăm là 0, hàng chục là 4, thì ta chọn hàng đơn vị là 3. Hàng nghìn là 5, hàng trăm là 3, hàng chục là 0, thì chúng ta chọn hàng đơn vị là 4. Hàng nghìn là 5, hàng trăm là 3, hàng chục là 4, chúng ta sẽ chọn hàng đơn vị là 0. Hàng nghìn là 5, hàng trăm là 4, hàng chục là 0, thì hàng đơn vị ta sẽ chọn là 3. Hàng nghìn là 5, hàng trăm là 4, hàng chục là 3, ta sẽ chọn hàng đơn vị là 0. Như vậy chúng ta sẽ có được các số sau. Các số tìm được là theo thứ tự tìm được từ bé đến lớn là 3, 0, 4, 5. Như vậy ta được số này. Tiếp theo là ta được 3, 0, 5, 4. 3, 4, 0, 5. 3, 4, 5, 0. 3, 5, 0, 4. 3, 5, 4, 0. Nhóm tiếp theo ta được là 4, 0, 3, 5. 4, 0, 5, 3. 4, 3, 0, 5. 4, 3, 5, 0. 4, 5, 0, 3. 4, 5, 3, 0. Nhóm tiếp theo ta được là 5, 0, 3, 4. 5, 0, 4, 3. 5, 3, 0, 4. 5, 3, 4, 0. 5, 4, 0, 3. 5, 4, 3, 0. Như vậy là ta đã tìm được tất
cả là mỗi một nhóm có 6 số và ba nhóm như vậy là 6, 3, 18 số và chúng ta sắp xếp lại được theo thứ tự từ bé đến lớn. Bởi vì tại sao chúng ta sắp xếp được theo thứ tự từ bé đến lớn mà không cần phải sắp xếp lại là vì từ các hàng này chúng ta đã sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn rồi. Ở hàng nghìn ta sắp xếp là 3, 4, 5. Ở hàng trăm chúng ta sắp xếp là 0, 4, 5, 0, 3, 5, 0, 3, 4. Và hàng chục thì chúng ta đã sắp xếp là 4, 5. Như vậy là các chữ số ở các hàng chúng ta đã sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Và khi các số tìm được, chúng ta cũng sẽ được một dãy số theo thứ tự từ bé đến lớn. Đây là chính cách làm chúng ta được sắp xếp theo sơ đồ cây. Đây là cách lập số đơn giản và dễ làm. Chúng ta chuyển sang bài tập số 3. Bài 3. Trường Hòa Bình có số học sinh là số lớn nhất có 3 chữ số. Trường Sơn La có số học sinh nhiều hơn trường Hòa Bình là 126 em. Hỏi cả hai trường có bao nhiêu học sinh? Như vậy, để làm được bài toán này, trước tiên chúng ta cần phải giải như sau. Chúng ta thấy, người ta cho biết trường Hòa Bình có số học sinh là số lớn nhất có 3 chữ số. Do đó chúng ta phải giải nghĩa được số lớn nhất có 3 chữ số là số nào. Vậy chúng ta phải giải thích. Số lớn nhất có 3 chữ số là 999. Vậy trường Hòa Bình có 999 học sinh. Và bây giờ người ta cho biết trường Sơn La có số học sinh nhiều hơn trường Hòa Bình là 126 em. Ở đây chúng ta thấy này, trường Sơn La nhiều hơn trường Hòa Bình 126 em. Đây chính là dạng toán nhiều hơn. Vậy muốn tìm số học sinh của trường Sơn La, ta sẽ lấy số học sinh của trường Hòa Bình cộng với 126. Như vậy ta giải như sau. Trường Sơn La có số học sinh là lấy 999 cộng 126 bằng 1.125 học sinh. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi tìm cả hai trường có bao nhiêu học sinh. Để muốn biết cả hai trường có bao nhiêu học sinh thì chúng ta sẽ lấy số học sinh của trường Hòa Bình cộng với số học sinh của trường Sơn La. Chúng ta sẽ giải như sau. Cả hai trường có số học sinh là 1.125 cộng 999 bằng 2.124 đơn vị là học sinh. Và cuối cùng chúng ta ghi đáp số là 2.124 học sinh. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau giải quyết xong bài tập số 3. Ở bài tập số 3 này, các bạn cần phải lưu ý cho thầy giáo là trước khi làm bài tập, các bạn cần phải giải qua hai bước. Bước thứ nhất là chúng ta giải nghĩa của số lớn nhất có 3 chữ số để chúng ta tìm ra được số học sinh của trường Hòa Bình. Sau đó tiếp tục chúng ta sẽ giải toán dạng toán có hai phép tính. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập số 4. Bài tập số 4 như sau. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 168 mét, chiều rộng bằng một nửa chiều dài, tính chu vi mảnh vườn đó. Các bạn thấy rằng đây chính là dạng toán đi tính chu vi của hình chữ nhật. Để làm được bài toán này, chúng ta cần nhớ lại kiến thức tính chu vi của hình chữ nhật. Muốn tính chu vi của hình chữ nhật thì chúng ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng cùng đơn vị đo rồi nhân với 2. Ở bài toán này, người ta cho biết mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 168 mét
Vậy là chiều dài chúng ta đã biết rồi. Chiều rộng bằng một nửa chiều dài. Vậy thì chiều rộng chưa biết, chúng ta cần phải đi tìm chiều rộng. Sau khi tìm được chiều rộng và chiều dài thì chúng ta mới tiến hành đi tìm chu vi. Vậy cách giải bài toán này như sau. Bài giải. Thứ nhất, chúng ta đi tìm chiều rộng của mảnh vườn. Chúng ta trả lời là chiều rộng mảnh vườn là chiều rộng của mảnh vườn bằng một nửa của chiều dài. Do đó ta sẽ lấy chiều dài chia cho 2. Vậy ta sẽ làm như sau. Ta lấy 168, tức là chiều dài, chia cho 2 bằng 84 m. Đây chính là chiều rộng. Sau khi tìm được chiều rộng của mảnh vườn, chúng ta sẽ đi tính chu vi của mảnh vườn đó. Chu vi của mảnh vườn đó là chúng ta sẽ lấy chiều dài là 168 cộng với chiều rộng là 82. Lưu ý để tính tổng của 168 cộng với 82 chúng ta đặt trong ngoặc đơn. Vậy người ta sẽ hiểu rằng là chúng ta thực hiện phép tính cộng trước, có nghĩa là chúng ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng. Sau khi thực hiện xong phép tính tổng chiều dài và chiều rộng, hay người ta còn gọi cách khác, đây chính là nửa chu vi. Sau này có những bài toán mà người ta cho nửa chu vi, chúng ta sẽ biết được đó chính là tổng của chiều dài và chiều rộng. Thực hiện xong, chúng ta sẽ nhân với 2, tức là cả chu vi. Và chúng ta được kết quả là 504 m. Và chúng ta ghi đáp số là 504 m. Vậy ở bài toán này, các bạn cần phải củng cố lại kiến thức tính chu vi hình chữ nhật. Để tính chu vi hình chữ nhật, chúng ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng cùng đơn vị đo rồi nhân với 2. Vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau đi làm xong bài tập số 4 của ôn tập toán lớp 3 nâng cao. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Chúc các em chăm ngoan học giỏi. Các em hãy nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của thầy giáo. Cảm ơn tất cả các bạn.